bao giờ là con xin ra hỏi là chỉ chú anh đi đến hàng ngày có tác dụng gì? Chỉ chú, đại bi hay bất kỳ một thần chú nào, chức năng quan trọng nhất là giúp cho người thọ trì đó đạt được chánh niệm trong thời gian thọ trì hết. Ngoài ra thì mỗi thần chú bằng nội dung liên hệ đến giúp cho chúng ta đạt được thêm những nội dung khác có liên hệ. Chẳng hạn chú đại bi đó nhấn mạnh đến lòng từ bi, vô ngại đại bi tâm đà la ni, tức là tâm đại bi không thiên vị, không bị giới hạn, không bị trở ngại. Và khi thực tập niệm thần chú đó, chúng ta phải liên tưởng là lòng từ bi của mình cũng không thua kém gì lòng từ bi của các đức Phật Bồ Tát. Và do vậy chúng ta phải làm cho cái năng lực vô ngại và có cái tính năng trị liệu đó được lớn mạnh ở chúng ta. Như vậy là việc chia thần chú đại bi cũng góp phần giúp cho chúng ta nêu quyết tâm để xóa bỏ được hận thù, vân vân. Khi niệm câu thần chú Bát Nhã, Gate Gate Paragate Parasangate Budi Soha hoài chánh niệm, thì chúng ta đang nạp vào trong cuộc sống của mình một cái mệnh lệnh cách, mà nghĩa đen của nó là qua đi, qua đi, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia an lạc và tự tại. Trong các thần chú thì Bát Nhã Tâm Kinh là thần chú duy nhất không liên hệ đến thần linh, mà đã là một mệnh lệnh cách để tu tập. Qua đi là sự tinh tấn, nỗ lực, không quay ngoái lại, không bỏ cuộc nửa chừng, không trở ngại, phải nỗ lực để vượt qua các thách đố. Bờ bên kia đã tượng trưng cho sự an lạc, hạnh phúc, thành công và sự thăng tiến. Cho nên là cố gắng niệm nhiều thần chú Bát Nhã để chúng ta có được cái sự tinh tấn, bản lĩnh chịu đựng, nỗ lực vượt qua cho chính mình. Và việc nỗ lực đó chúng ta cam kết là gì? Lên dây có tinh thần cho mình và cho người khác. Do đó đó, trước khi tụng trì một câu thần chú nào, chúng ta nên nhờ những người chuyên môn tư vấn cái nội dung của câu thần chú đó có giá trị gì. Thì đang khi trì tụng đó, chúng ta cũng phải nêu cam kết đạt được nhân cách đó, đức tính đó, giá trị đó cho cuộc sống của mình. Nó giống như một cái mệnh lệnh cách hay là ám thị tự kỷ đó, đưa vào bên trong cơ thể mình những cái nội dung để nêu quyết tâm đạt cho bằng được cái nội dung đó. Thì bằng cách thức như thế đó, thì khi chúng ta thực tập thần chú, tâm chúng ta được an tĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, tránh tình trạng cường điệu hóa chức năng của thần chú trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau, cầu gì được đó, màu nhiệm thiên liêng vốn không có thật. Xin đọc câu hỏi.